Và tôi vừa nghe được tín hiệu báo từ admin, có một trạm viên đang kết nối tới chương trình của chúng ta. Xin mời bạn. Alo ạ, chào chị Ngân Hà ạ. Thú thực, em cũng là người theo dõi chị rất lâu rồi và dành cực kỳ nhiều tình cảm cho chị cũng như trạm ký hộ trái tim của mình đấy ạ. Thế nhưng mà gần đây em lại nghe được một thông tin khiến em hơi hoang mang. Em muốn hỏi chị để xác nhận lại có được không ạ? Vâng, mời bạn cứ hỏi ạ. Dạ vâng. Với tinh thần xây dựng trạm như một nơi gặp gỡ của những phụ nữ yếu thế và cổ vũ lối sống tích cực, tuân theo pháp luật và công bằng, chị nghĩ là tiêu chuẩn đạo đức của chương trình có hơi mâu thuẫn với lối sống của chị không nhỉ? Vì em được biết là chị đã ly hôn chồng có phải không ạ? Thế nhưng mà ở thời điểm vẫn đang trong hôn nhân thì chị lại mang thai với một người đàn ông khác. Thế thì khi chị an ủi những người phụ nữ bị phản bội, chị có từng nhìn lại bản thân mình không chị? Rằng mình cũng phản bội chính chồng của mình. Rồi chính tay chị tống người chồng đầu óc tay gối của chị vào tù và lên những chương trình như thế để xoa dịu nỗi đau cho người khác. Thế những người mà chị gây đau đớn cho họ thì sao ạ? An Nhiên chính là cô ta chứ không phải là ai khác. Nào, trả lời đi, Nguyễn Nguyễn Ngân Hà. Chị Vân ơi, câu giờ một chút nhá. Tôi rất là cảm ơn bạn trạm viên đã cất tiếng nói. Tuy nhiên tôi lại thấy là bạn đang chất vấn thì đúng hơn chứ không phải là chia sẻ. Như chúng ta đều biết, bức tranh sự thật thì rất là đa dạng. Có những sự thật mang tính thời điểm, lại có những sự thật mang tính góc nhìn. Và Ngân Hà, trạm trưởng trạm cứu hộ trái tim của chúng ta, hoàn toàn có thể sử dụng một sai sót kỹ thuật để cắt ngang câu hỏi khó, thậm chí là có phần nhạy cảm. Nhưng không, cô ấy đã không làm như vậy. Và xin mời Ngân Hà tiếp tục chương trình. Chào bạn. Đáng lẽ tôi cũng muốn hỏi nguồn tin của bạn bắt nguồn từ đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng những thính giả đang theo dõi chương trình chắc chắn là muốn nghe câu trả lời từ tôi về việc tôi có ngoại tình trong hôn nhân hay không, tôi có mắc sai lầm hay không, và tôi có đủ tư cách đạo đức để xây dựng chương trình trạm cứu hộ trái tim hay không. Chị Vân ơi, em kết nối được rồi nhá, chuẩn bị này. Có một điều rất thú vị, thưa quý vị thính giả. Trong câu hỏi của bạn trạm viên có nhắc đến chồng cũ của Ngân Hà và những sự việc chưa được sáng tỏ xung quanh mối quan hệ này. Thì cũng rất đặc biệt, hôm nay chúng ta có một vị thính giả lớn tuổi kết nối với chương trình và xin phép được trả lời câu hỏi này thay cho Ngân Hà. Bác ấy chính là bác Sinh, mẹ chồng cũ của Ngân Hà. Dạ, con xin mời bác ạ. Dạ thưa bà con cô bác, cô chú anh chị nghe đài. Tôi có nghe cái cô gì đó, cô chất vấn Hà con dâu của tôi. Cô hỏi là chị có phải là kẻ phản bội không? Dạ thưa bà con, chính tôi là người mang trầu cao đi hỏi cưới con dâu của tôi. Chúng tôi ở chung một mái nhà, lúc khỏe mạnh cũng như là đau yếu. Cho nên tôi muốn nói với tất cả bà con là con dâu tôi không phải như vậy đâu, không phải như cái cô kia nói. Con dâu tôi là người tốt, là một đứa con dâu mà tôi đã từng có, là người vợ tốt nhất mà con trai tôi đã có. Nếu như ai đó sai trái, phản bội hay là gây ra những chuyện phiền phức thì người đó chính là con trai của tôi. Hà ơi, mẹ muốn nói lời xin lỗi con. Mẹ xin lỗi luôn phần con trai của mẹ đã gây ra.
Thời gian qua mẹ biết con có cái kênh này, mẹ vui và hạnh phúc lắm. Bởi vì mỗi ngày mẹ được nghe giọng nói của con. Con làm tốt lắm Hà ơi. Con đã giúp được bao nhiêu người khốn khổ. Mẹ luôn tự hào về con. Nên con vững vàng nghe Hà. Nếu như có ai đó ác ý chất vấn con trên cái kênh này thì mẹ muốn nói là mẹ luôn yêu thương con. Bởi vì con là đứa con dâu mà mẹ và con trai của mẹ đã từng đánh mất. Đó là đứa con dâu mà tốt đẹp biết chừng nào. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô càng người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?